Đây là di tích quốc gia đặc biệt, địa điểm chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh. Hôm nay tôi sẽ ghi lại cho những ông lưu vong nhớ lại, và bây giờ còn chống phá nữa thì xin nhớ lại cái mốc lịch sử của quân đội Việt Nam. Cái thời đấy đã như thế rồi, thời này còn mạnh cỡ nào mà các ông đòi chống phá. Thì thưa quý vị, là xuân hè 1972, từ ngày 24 tháng 4 1972, các chiến sĩ trung đoàn 66 và tiểu đoàn đặc công 37 dũng mãnh chiến công vào căn cứ Tân Cảnh, căn cứ 42, sau hơn 5 giờ chiến đấu vô cùng ác liệt. Đúng 11 giờ ngày 24 tháng 4 1972, ta đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Tân Cảnh. Lá cờ giải phóng do tỉnh ủy Kon Tum trao cho trung đoàn 66 trước khi xuất quân đã tung bay trên trung tâm chỉ huy của địch. Lúc 8 giờ cùng ngày, các chiến sĩ trung đoàn 1, sư đoàn 2 phối hợp cùng xe tăng tiến công tiêu diệt địch ở căn cứ Đắc Tô 2 và sân bay Phượng Hoàng. Đấy, thì thưa với quý vị là quân đội ta phải đối đầu với ta đã giải phóng một vùng rộng lớn với hơn 25.000 dân từ Đắc Tô, Tân Cảnh đến Võ Định. Ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch trong hệ thống phòng ngự Đắc Tô, Tân Cảnh, bao gồm Sở Chỉ huy Sư đoàn 22 Ngụy và Khu Cố vấn Mỹ, Sở Chỉ huy Trung đoàn 42 và Trung đoàn 47, hai Trung đoàn 42 47 và Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 41 Bộ binh, Trung đoàn 41 Thiết giáp, Tiểu đoàn 9 lính dù do Trung tá Nguyễn Đình Bảo đấy, chỉ huy đấy, đã tử trận ở đồi Sạc Ly đấy. Tiểu đoàn 223 pháo binh và một số đại đội pháo khác, 7 đại đội bảo an, toàn bộ lực lượng cảnh sát ngụy thuộc chi khu Đắc Tô Tân Cảnh và toàn bộ cơ quan hành chính quận lỵ Đắc Tô và quận lỵ Đắc Sút lưu vong, bắt sống hơn 600 tù binh, trong đó có rất nhiều sĩ quan cấp tá, cấp úy, bắn rơi 36 máy bay, phá hủy và thu 36 xe tăng, 39 đại bác, hàng trăm xe quân sự và rất nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch. Đây là toàn bộ cái chiến thắng của Đắc Tô. Đấy, mùa hè đỏ lửa này, xuân thu, xuân hè. Mà cái thời năm 72 mà quân đội Việt Nam đã mạnh như thế rồi, còn 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 không đối đầu được. À, bây giờ thì mẹ mày cái chính phủ vớ vẩn của Nguyễn Hữu Chánh mới thành lập đây mà đòi đối đầu với quân đội Việt Nam vớ vẩn, đối đầu với chính phủ Việt Nam làm sao được. Các trung đoàn bộ binh 66, 24, 28, sư đoàn 10, 1 141 95, sư đoàn 2 52 48 64, sư đoàn 320. Đó là các lực lượng của ta trong chiến dịch giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh đấy. Cái thời đấy còn mạnh như thế. Các trung đoàn pháo binh này, 40 và 675, đại đội 7, lữ đoàn tăng 273, đại đội 29, tên lửa mặt đất B-72, lữ đoàn 234 phòng không, các tiểu đoàn công binh 31, sư đoàn 10 và 15, sư đoàn 2, tiểu đoàn 26 thông tin, tiểu đoàn 25 vận tải, tiểu đoàn 24 quân y, bộ đội địa phương H80 Đắc Tô, tiểu đoàn 304 tỉnh đội Kon Tum, dân quân du kích và hàng ngàn dân trong tỉnh Kon Tum. Đấy, người ta vì cái lý tưởng như thế, người ta xuất quân như vậy. Mẹ, cái đám Việt Nam Cộng Hòa thì chỉ có
ăn rồi chia bè chia phái, tất cả vì hám danh hám lợi, đánh đấm thì không ra cái gì, chỉ được cái ăn tục nói phét. Thất trận thua chạy thì bây giờ lại còn đòi phục cái gì. Sống lưu vong thì sống thật tử tế thì được về thôi, còn sống suốt ngày chống phá rồi thành lập hết tổ chức nọ tổ chức kia để về làm hại đất nước thì mãi mãi không về được đâu. Mà cái năm 72 mà quân đội Việt Nam đã mạnh như thế này rồi thì đến bây giờ là 47, 48 năm rồi, người ta còn mạnh đến cỡ nào mà các ông chống cái gì. Tốt nhất là cứ phải ngoan ngoãn mà sống cho nó đàng hoàng thì được về thăm quê hương thôi. Bên kia là đồi Sạc Ly rồi quý vị. Đồi Sạc Ly là cái bài Trở lại Sạc Ly ấy. Bài hát mà trung tá của Nguyễn Đình Bảo đã tử trận tại cái đồi này. Đó. Đắc Tô Tân Cảnh. Tỉnh Kon Tum. Sau này tôi sẽ có dịp tôi sẽ quay lại nhiều những cái di tích lịch sử cho các bạn ở nước ngoài, đặc biệt là ở nước ngoài biết được. Đấy, chứ đừng nghe cái đám phản động lưu vong rồi nó xúi bậy, các bạn trẻ không biết cái gì về lịch sử cả. Biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh ở đây. Biết bao nhiêu bộ đội của quân giải phóng vì lý tưởng giải phóng dân tộc đã phải nằm lại từ nơi đây. Còn bây giờ thì còn chống phá cái gì? Ngày xưa mà người ta còn mạnh như thế này, bây giờ thì còn mạnh cỡ nào? Quân đội Việt Nam nó còn mạnh cỡ nào? Xin chào các bạn.